Bạn đã đọc xong chưa? Nói dối. Hãy kể cho chúng ta nghe. Những đứa trẻ trong đường sắt là Peter, Robert, Felix, mẹ, bố và... Bây giờ tụi này tin bạn rồi. Làm thế nào mà bạn làm được như vậy thế? Cậu bé người Hàn này tên là Lee Sang-yoon. Thời điểm phỏng vấn, cậu được 14 tuổi, học tại trường trung học cơ sở ở Seongju, thủ đô Seoul. Sang-yoon được biết đến có thể đọc tới 300.000 ký tự mỗi phút. Đài SBS từng có một cuộc thử nghiệm với Sang-yoon. Tổ sản xuất đã chọn ra một cuốn sách ngẫu nhiên từ thư viện trường. Sang-yoon hoàn toàn tập trung vào cuốn sách, tốc độ lật trang của cậu nhanh đến mức không thể nhìn thấy tay mình. Và thời gian để hoàn thành nó chỉ mất 33 giây. Vì chưa từng đọc trước đây, nên Sang-yoon nói rằng mình cần đọc lại lần hai để hiểu nó. Và lần thứ hai cũng chỉ mất 35 giây. Sau khi quá trình đọc kết thúc, Sang-yoon không chỉ kể rành mạch lại câu chuyện, mà còn có thể hiểu rõ cốt truyện và điểm nhấn của nó. Vào ngày đầu tiên của kỳ thi cuối cùng, một đứa trẻ, cậu bé Eun-woo đã gây ra một chuyện không hay cho mẹ mình với 200.000 won. Và tiếp theo còn kinh ngạc hơn, Sang-yoon có thể lật đúng trang có chi tiết được hỏi. Điều này đồng nghĩa với việc cậu có khả năng ghi nhớ từng chi tiết sẽ ứng với số trang nào. Cháu có thể tìm thấy chi tiết cậu bé với 200.000 won không? Ăn cắp 200.000 won sẽ có được những gì cậu bé cần. Eun-woo đã ở trong phòng tắm hơi đến 3 giờ sáng. Làm thế nào cháu có thể nhìn ra điều đó? Nó không chỉ là cốt truyện. Để giải thích cho điều này, Sang-yoon từng chia sẻ rằng não của cậu có chức năng tương tự như một chiếc máy ảnh. Cậu có khả năng chụp lại và lưu trữ hình ảnh bên trong đó. Tổ chương trình sau đó đã đưa Sang-yoon đến gặp Park Se-kyung, một chuyên gia về chứng khó đọc. Chuyên gia đã sử dụng một thiết bị để đo tốc độ đọc của cậu. Ông đã vô cùng ngạc nhiên khi một người bình thường có thể đọc khoảng 3 từ trong một giây, thì Sang-yoon là 2.131 từ. Ông nói, cậu bé có thể đọc 2.131 từ cùng một lúc và tỷ lệ chính xác là 100%. Không chỉ gây ấn tượng với tốc độ đọc mà khả năng tập trung của cậu bé cũng rất đáng kinh ngạc. Được biết, Sang-yoon đặc biệt thích đọc sách từ khi còn học tiểu học và đã theo học tại Học viện Đọc Tốc Độ do chú của cậu bé giới thiệu. Khi Sang-yoon trở về nhà, cậu không bao giờ buông cuốn sách ra, kể cả khi ăn hay đi vệ sinh. Mỗi năm cậu có thể đọc 1.500 cuốn sách. Sang-yoon cho biết cậu bé đã luyện tập rất nhiều bằng cách ghi âm mình đọc một cuốn sách rồi nghe lại để kiểm tra nội dung. Nhờ đó, cậu cho biết tốc độ đọc và khả năng tập trung của mình dường như đã được cải thiện. Điều gì sau bộ não con người? Tiến sĩ, nhà giáo dục người Ý Maria Montessori cho biết 6 năm đầu đời là thời kỳ vàng để giúp con khám phá mọi thứ về thế giới. Giáo sư Glenn Duman, nhà vật lý trị liệu, người đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển trí tuệ cho trẻ em, cũng nhìn nhận điều này. Từ đó, ông đã nghiên cứu một phương pháp giáo dục sớm lấy chính tên mình, Glenn Duman. Cơ sở của phương pháp Glenn Duman dựa trên nhiều nghiên cứu cho thấy một người có thông minh hay không, phần lớn được quyết định bởi việc phát huy chức năng não phải. Hơn 70% nhà khoa học trên thế giới đều có ưu thế nằm ở não phải. Điển hình như Albert Einstein, Leonardo da Vinci đều sử dụng hầu hết bên não phải và chỉ sử dụng 10% não trái. Điều đặc biệt hơn, não phải có khả năng ghi được hình ảnh rất nhanh, chính xác, tự tin mà không cần ý thức, không cần phân tích. Nó có thể nhớ tất cả hình ảnh của mọi thứ chỉ trong vài giây, trong khi não trái lại được cho rằng chỉ có thể nhớ được một phần nào đó của vật. Ví dụ trong phương pháp tráo thẻ Glenn Duman, từ khi trẻ mới chào đời, nhờ vào khả năng chụp hình nguyên mãn của não phải, trẻ có thể tiếp nhận các thông tin một cách tự nhiên mà không có cảm giác bị áp lực. Cụ thể, cha mẹ sẽ sử dụng một bộ thẻ flash card để tráo đổi và ngay trong vài giây đó, trẻ đã tiếp nhận được thông tin một cách hoàn hảo. Điều này dường như lại khá giống với trường hợp đặc biệt của Sang-yoon, cậu bé mà Tinh Hoa TV đã nhắc đến ở trên, có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung chỉ trong vài giây lật sách. Tuy nhiên, não phải chỉ có 6 năm đầu đời để phát triển. Glenn Duman giải thích rằng, khi một đứa trẻ mới sinh, chúng sử dụng não phải rất nhiều, chỉ khi chúng lớn hơn thì mới bắt đầu chuyển dần sang não trái. Cụ thể, trong 3 năm đầu đời là giai đoạn rất quan trọng của sự phát triển não bộ. Trong đó, từ 0 đến 2 tuổi là thời kỳ phát triển của não phải. Đây gọi là giai đoạn thần đồng.
3 đến 4 tuổi là giai đoạn chuyển tiếp sang thời kỳ của não trái và tới khoảng 6 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu dùng tư duy não trái. Thông thường, não trái đại biểu cho tư duy logic, khả năng ngôn ngữ, sự phán đoán nhờ vào những tri thức tích lũy của con người, còn não phải lại đại biểu cho ấn tượng, hình ảnh. Não phải có khả năng đặc biệt mà não trái không có, ví dụ như thần giao cách cảm, tiên tri, hình ảnh trực giác. Có thể nói, não phải đại biểu cho linh cảm, có khả năng giao tiếp với thần. Não phải càng phát triển, sẽ càng có thể tiếp nhận tin tức của thần, càng có linh cảm. Khi chức năng của não phải bị đóng, con người sẽ ngày càng trở nên hiện thực, thấy thì mới tin. Tuy nhiên, một số đứa trẻ đặc biệt dường như được thần an bài đến và bộc lộ khả năng tiềm ẩn này một cách nổi bật. Điển hình cậu bé Kang Bum-jin người Hàn Quốc, khi chưa đầy một tuổi đã có thể bắt đầu dùng bút vẽ. Hơn nữa, những bức tranh này không bao giờ dừng lại và càng sống động hơn. Bức tranh của cậu phần lớn là mô tả về không gian bên ngoài trái đất, những kết cấu máy móc phức tạp như phi thuyền vũ trụ. Cậu bé từng nói với bố mẹ rằng, trong đầu cậu có một cái tivi, các loại cảnh tượng trong vũ trụ được cái tivi này chiếu ra, và việc của cậu là chỉ vẽ những hình ảnh trên chiếc tivi này. Đây chính là bằng chứng cho thấy, Bum-jin có thể kết nối não bộ của mình đến một không gian khác. Một trường hợp khác là Akiane Kramarik. Từ lúc 5 tuổi, cô đã bắt đầu cầm bút vẽ mà không cần bất kỳ người nào hướng dẫn. Phần lớn các bức tranh của Akiane là những cảnh tượng về Chúa và thiên đường trông sống động như một họa sĩ chuyên nghiệp. Akiane cho biết cô có thể vẽ được vì đã được Chúa dạy. Não bộ của con người chỉ mới sử dụng 10%, còn 90% hoàn toàn chưa được khai mở. Điều đó cho thấy trong bộ não con người ẩn chứa rất nhiều bí mật và luôn là một bí ẩn lớn đối với nhân loại.